Xin chào tất cả mọi người nhé. Mình đang có mặt tại đơn vị nhà anh chị Huệ Nễ tại Phương Tú, Hòa. Vậy thì có rất nhiều anh chị hỏi em đó là mở tiệm giặt sấy công nghiệp thì giặt những loại đồ gì? Và như bản thân em tư vấn đó là mở tiệm giặt sấy công nghiệp thì anh chị có thể kết hợp giặt thêm những bộ đệm. Thì đây là một trong những cái mô hình mà đã hoạt động được khoảng 1 năm. Và hiện tại thì cũng đang là vào mùa chớm đầu đông thôi. Và hiện tại đây là những bộ đệm là đang được đợi chờ để giặt này anh chị nhé. Vậy thì khi anh chị làm về tiệm giặt sấy công nghiệp, anh chị hoàn toàn có thể là xử lý được những loại đồ như là quần Âu, áo sơ mi, áo dạ, rồi là áo phao Đông Vũ, rất là nhiều loại quần áo này. Ở đây thì anh chị có thể tham khảo, đây là một trong những cái mô hình ở khu vực nông thôn thôi. Vậy thì nếu như đầu tư ở khu vực nông thôn thì lại lựa chọn những dòng máy ở dài công suất bao nhiêu kg. Vậy thì trước hình ảnh mọi người đang thấy ở đây, phần lớn ở các tỉnh em tư vấn anh chị lựa chọn dòng máy từ 20 cho đến 25 kg. Để đảm bảo rằng là cái lượng công suất nó có thể đáp ứng được những cái nhu cầu của khách hàng của người dân khi nhiều. Và đây nó thảm này, thảm này là có thể là xử lý được anh chị nhé. Vậy thì em quay tổng thể để mọi người cùng tham khảo một cái mô hình tiệm giặt sấy công nghiệp đầu tư tại khu vực đó là Phương Tú, Ứng Hòa. Đây mọi người cùng tham khảo. Và đây đó là thiết bị máy giặt đệm này. Và quay qua mọi người tham khảo về cái mô hình máy giặt công nghiệp, máy quét đang chạy nhé. Chiếc máy quét này thì đã hoạt động vận hành được 1 năm rồi. Cái máy rất là mới và sáng luôn, chạy ổn định. Bên cạnh đây là một chiếc máy sấy công nghiệp 25 kg. Đấy, vậy thì như mọi người đã tham khảo, em thấy rất là nhiều những cái video em chia sẻ đó là ngoài những cái công dụng máy sấy để mà làm khô đồ ra thì còn lại bỏ những phần tồn dư cho chăn để những chiếc chăn của chúng ta có chất lượng hơn. Đấy, vậy thì đầu tư ở vùng nông thôn, vậy chúng ta lựa chọn những cái dòng máy nào có độ bền cao và chúng ta lựa chọn đầu tư ở mức tài chính bao nhiêu tiền, chúng ta có thể vận hành được một quy mô một xưởng tiệm giặt sấy công nghiệp như ở đây. Và đi chi tiết những cái vấn đề mà anh chị cần hỗ trợ tham khảo, quan tâm, cần giải đáp mọi vấn đề liên quan đến trong ngành giặt sấy công nghiệp thì có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline của em nhé. Ở đây ngoài này quay mọi người cùng tham khảo một chút về cái mô hình giặt đệm này. Đây, mô hình giặt đệm ở đây thì khá đơn giản thôi. Đây là vị trí mà anh chị sử dụng để giặt đệm nhé. Và tiếp theo là hệ thống dàn phơi. Hệ thống dàn phơi thì với cái diện tích ở đây nó rơi tầm khoảng 25 m², chưa đến 30 m², thì anh chị có thể phơi được tầm khoảng 6-70 cái chăn. Vậy thì liên quan đến cái vấn đề đó là cách để chúng ta bố trí cái dàn phơi nó phù hợp và nó đảm bảo thôi, để chúng ta có thể là sấy cũng như là phơi được nhiều đồ hơn. Đấy, còn đây là tổng thể một cái mô hình xưởng giặt anh chị đang làm này. Đấy, hiện tại thì lượng hàng thì đang vào đầu đông nên là lượng hàng cũng đang là chưa nhiều, nhưng mà có những ngày hàng rất là nhiều. Đấy, và giặt mảnh lèm đấy, có rất là nhiều lượng hàng. Cảm ơn các anh chị đã xem hết video nhé. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người.